Ok, hiện tại máy đang báo SC144 nha, thì máy 502 ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay cái bo phía này. Bây giờ mình sẽ tháo cái vàng ốc này ra, lấy cái bệ sắt này ra nha. Tắt máy đi em. Rồi, sau đó mình sẽ mở bệ này, mình rút dắt rồi lại nha. Rồi, mình sẽ thay cái bo này nè. Rồi, mình sẽ thay cái bo này. Ok, đây là cái bo mình thay vô nha. Thay thế cái bo này ha. Rồi để mình sẽ thay vô, sau đó anh bật máy kiểm tra thế nào. Rồi sau đó anh bật máy lên kiểm tra thử nha. Ok, như vậy là xong nha. Thì cái bo này là bo đang bị lỗi.